tôi sẽ đặt câu hỏi cho cái sinh tham lam, đó chính là năm gương quy hoạch. Xin được mời anh ạ. Huy Hoàng xin chào thí sinh Thanh Loan. Chúc mừng em. Em đã có một cái dáng dốc rất là dịu nhân. Và câu hỏi tiếp theo xin hỏi em, giữa sắc đẹp và trí tuệ, em chọn điều gì? Xin cảm ơn em. Going.